ống, điện thoại sống Xã hội càng văn minh, kỹ thuật càng tân tiến thì người già càng bị ngược đãi. Tại Roma chẳng hạn, với khoảng 3 triệu dân cư, người ta ước tính có đến 600 ngàn người già Chỉ có một số nhỏ được săn sóc đàng hoàng Đa phần phải trải qua một trong những thử thách lớn nhất của tuổi già là cô đơn Và nhiều sự ngược đãi khác từ bao lâu nay, các tu sĩ thuộc cộng đồng Thánh Egidio đã dấn thân một cách đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi của người già. Nay, cộng đồng còn đưa ra một sáng kiến mới gọi là Cố điện thoại chống lại bạo động và bên vực quyền lợi của người già. Với sáng kiến này, cộng đồng đã thiết lập một đường dây điện thoại đặc biệt nhằm giúp cho những người già đang sống một mình hoặc bà con thân thuộc của họ có thể liên lạc để xin trợ giúp trong bất cứ nhu cầu nào. Túc trực điện thoại trên đường dây này là 60 nhân viên Tất cả đều đã từng có kinh nghiệm trong nhiều ngành khác nhau như luật pháp, cán sự xã hội, y tá Nói chung trong mọi lĩnh vực có liên quan đến các vấn đề của người già Qua sáng kiến tự giúp trên đây Nhiều người già cả đã ý thức hơn về quyền lợi của họ Cũng như tìm được nhiều an ủi đỡ năng Qua chính những người chỉ túc trực ở điện thoại để lắng nghe Một tác giả đã viết về sự cô đơn như sau cô đơn là cho đi mà không có người nhận muốn nhận mà chẳng có ai cho cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ chẳng bao giờ đến như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nhìn trùng cách xa bởi dòng sông nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng bởi đó vợ cô đơn bên chồng con cái cô đơn bên cha mẹ càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nó cô đơn càng cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ những mê mù ảm đạm tôi có thể cô đơn vì tôi không đến với những người khác những dòng trên đây như muốn nói lên một sự thật ai trong chúng ta cũng đều có thể rơi vào cô đơn trong bất cứ tụ tác nào trong bất cứ địa vị nào trong xã hội ai cũng có thể làm mồi cho cô đơn liều thuốc để ra khỏi sự cô đơn chính là ra khỏi chính mình để làm cho người khác bớt cô đơn, xã hội sẽ được ấm tình người hơn nếu mỗi người biết ra khỏi cái vỏ ích kỷ hẹp hòi của mình để đến với người khác để trở thành một đường dây điện thoại sống cho người khác. Bài tết sách lẽ sống.